phát hiện ở ngoài cái bờ máng có hai cái gốc ổi rất là đẹp. Hôm qua mình đã đào được một gốc quá là tuyệt vời rồi. Hôm nay thì mình sẽ đào nốt gốc còn lại để lâu là nó bay màu mất đấy. Lại tiếp tục dẫn các bạn ra đồng. Quê mình thì nó đang vào mùa cấy rồi. Còn với những người chơi bonsai thì đây là cái mùa đào cây. Đơn giản là vì cái mùa này là mùa xuân, trồng cái gì nó cũng sống rất là cao. Cây ổi cô đơn đây các bạn ơi. Hôm qua ôm ấp người tình, hôm nay em đã một mình cô đơn. Hôm qua mình đánh được cây rất là đẹp rồi, thì hôm nay còn một cây nữa. Mình sẽ quay đốt cho bạn xem này. Cây này cũng rất là đẹp. Nhìn thế này thôi nhưng mà bên trong cũng chưa biết thế nào. Khả năng sẽ là một cây siêu phẩm nữa. Quay lại cho các bạn xem cái cây hôm qua này. Đấy, chỗ này là một cặp luôn. Hai cây này đúng là trời sinh một cặp, nhìn giống nhau cực kỳ luôn. Hôm qua thì mình đào được cái cây đẹp hơn. Mình sẽ quay lại một ít hình ảnh của video ngày hôm qua để các bạn cùng xem. Nó đường gỗ rất là đẹp. Về mình đã thiết kế cái bản demo cho em nó vào tương lai. Cái gốc cũng khá là to các bạn ạ. Đấy. Thì bên trong nó sẽ ăn ở bên trong này. Dễ kiểu gì nó sẽ ăn ở bên trong. Như nào thì mình chưa biết, nhưng mà nó sẽ ăn ở bên trong như này. Như vậy thì nó mới giữ được cái cây này đúng không? Đấy, thì cây nó phải có thăng bằng và gió nó không bị đổ. Đó, nó rất là chắc chắn như vậy. Bởi vậy thì cây này nó cũng sẽ là một cây rất là đẹp. Dọc bờ mương này thì còn rất là nhiều cây ổi này. Bốn năm năm nữa thì lại có những tác phẩm đẹp. Giờ thì lại bắt tay vào công việc thôi. Ở đây là bờ mương nên là đất nó rất là tơi xốp. Bởi vậy thì cây nhìn nó rất là mập. Đất ruộng nên là không có vướng đá. Nào cũng dễ hơn. Rễ nhìn khá là hay các bạn ạ. Quái phết này. Đấy, mình đã phát hiện ra những cái rễ cọc chính này. Đấy, một cái phía này này. Một cái phía trên này. Đấy, ở phía dưới có vài cái. Nói chung là nó cũng không phải to lắm. Cái này thì mình muốn lấy nó sâu sâu một tí thì mình sẽ dùng cái búa mình đập. Thank you.
Có vẻ có cái rễ cọc bên dưới ấy, thế là lại phải trèo xuống bên dưới để đào cho nó nhanh. Ngon lành thì các bạn ơi. Đẹp, quá đẹp luôn. Đẹp quá các bạn ơi, đường cong rất là đẹp này. Đúng là chỉ có tự nhiên thì mới làm được những cây ổi đẹp như này. Gốc rất là bự, ở trên thì chỗ này bị chặt đi rồi, kiểu người ta chặt đi chặt lại nhiều lần, nó đã bo trở lại sẹo lại rồi. Về mình chỉ cần xử lý qua là đã có được một cây ổi rất là tuyệt vời. Rễ con mình cũng lấy được khá là nhiều, mà cây này thì nó cũng khỏe, chỉ để sống thì gần như là đảm bảo rồi. Trời cũng bắt đầu mưa, các bạn thấy mưa nó bắt đầu hay phay rồi này. Lắp lại cũng tương đối rồi các bạn ạ. Đấy, đào cây xong thì mình vẫn có trách nhiệm là mình sẽ lắp lại cái chỗ này, mặc dù người ta bảo không cần. Cây này lắp được đẹp hết các bạn nhỉ. Đấy, nhưng mà có vẻ là không đẹp bằng cái cây mình lấy ở phần trước, nhưng mà đường cong của nó rất là tuyệt vời. Đấy, đẹp, cây rất là lùn nhá. Kiểu người ta chặt đến chỗ này ấy, thì những cái vết này mình không phải cắt lớn nữa, mà nó thật là nó mọc lại rồi, mình chỉ cần cắt đi thì cái này nó bó sẹo lại sẽ nhanh hơn, và nó cũng có sẵn những cành này rồi thì mầm nó mọc nó dễ hơn, thì nó chuẩn vị trí ấy.
đó thì đó là cái lợi của mình khi mình có cái cây mà bị chặt như này rồi. Bây giờ mình sẽ xử lý lại và mình sẽ mang đi trồng thôi. Cong nó rất là mượt mà tự nhiên này. Đó, quá là đẹp luôn. Đấy, bộ đế thì nó cũng nở nhá, rất là nhiều rễ mà nó tỏa ra xung quanh. Như vậy là mình sẽ có một cái bộ đế nó nở ở phần bệ. Đấy, cây nó vừa có bệ này, vừa có đường cong của thân này. Bây giờ mình sẽ xử lý qua phần rễ là thứ nhất này. Rễ mình sẽ thu gọn lại cho nó vừa đẹp. Thứ hai là mình sẽ cắt lại để cho nó ra được những cái rễ mới. Vì những cái đầu rễ nó đã bị dập rồi, mình mà không xử lý thì nó không ra rễ mới thì cây nó rất là khó sống. Tiếp đến là phần thân này. Phần thân thì mình sẽ cắt bỏ những cái cành nào nó không cần thiết và tạo độ thẩm mỹ cho cái cây. Đấy, nó sẽ tạo ra một cái dáng gì đó nó rõ ràng. Đấy, chứ để cành này nó tùm như này thì mình sẽ có một cái cây nó không được đẹp. Xử lý xong thì mình sẽ dùng keo liền sẹo bôi vào những cái vết cắt như thế này thì giúp cho cái vết cắt nó sẽ không bị thoát nước và giữ được ẩm thì cái mầm nó mới lên được. Các bạn chùm ni lông thì nhiều khi không cần bôi cái này cũng được, không có sao. Đường cong rất là đẹp ở nhé nhá. Đây, cành để mua bạn tham khảo nhá. Đấy, có một cành về phía này này. Đấy, một cành nó về phía này. Mình xem mầm như nào nhá, có thể ở trên mình sẽ hạ đi hoặc là về sau mình sẽ lấy một trong hai, có thể bỏ thế này bỏ thế này, mình xem mầm nó hợp lý.
Đấy, mình cứ để cả cái này thôi, đằng nào cũng mất gì mà đằng nào phía sau thì mình cũng phải cắt một hai bên, nhưng mà để cái này xem mầm nào đẹp mình lấy. Đấy, nếu mà cành này như thế này này, ở trên này chỉ có một cành này, nó sẽ lên liên khúc này, một cành lên đây là ngọn này, một cành xuống dưới này, đó. Tất nhiên những cành này sẽ nhỏ lẻ hơn này, đó. Đấy, còn ở sau còn quanh phông như này. Cái này các bạn hiểu rồi đúng không? Có thuốc kích dễ thì các bạn pha và các bạn ngâm trong vài tiếng rồi các bạn đem đi trồng thôi. Đấy, chưa gì gà đã dính mỏ phá rồi. Chả lẽ thịt hết bây giờ. Ý tưởng của mình là mình sẽ đặt như này luôn. Đó thì các bạn xem cái dáng nào đẹp nhất thì các bạn đặt thật chuẩn. Về sau mình trồng mình không phải lật cây nữa. Đất thì mình đập thật nhỏ ra. Sau đó thì mình sẽ bỏ lên mình trồng thôi. Đấy, bạn nào mà cẩn thận thì các bạn trộn thêm những chất trồng khác vào. Như sơ dừa này, chấu cát các thứ các bạn trộn vào. Còn mình trồng như này nó vẫn sống. Quan trọng là kinh nghiệm thôi các bạn ạ. Mùa này là mùa xuân thì cái độ ẩm không khí nó khá là cao. Nên là cái cây thì nó sống tỷ lệ rất là cao các bạn ạ. Đấy, các bạn chỉ cần tưới đẫm một lần đầu thôi. Còn các bạn sẽ chùm lên cái thân bằng ni lông và cái bì để che nắng. Đấy, còn cái phần gốc thì các bạn cố gắng đè cái gì lên cho nó giữ ẩm được rồi. Ổi cũng là một cái cây nhìn chung là khó trồng. Nên là các bạn phải có kinh nghiệm. Nếu mà cây nó non thì có thể tầm 3 tuần sẽ ra mầm. Còn gặp những cái cây nó già có thể là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng nó mới ra mầm. Để biết cái cành hay là cái thân nó còn sống hay không thì các bạn dùng cái móng tay. Các bạn cấu nhẹ nó vào cái phần vỏ. Nếu mà nó vẫn xanh, vẫn có như kiểu là có tươi ấy, thì là cái cây nó vẫn còn sống. Còn nếu mà các bạn bấu vào mà cảm giác nó cứng đét như gỗ ấy, đấy, thì là cái phần đó nó đã chết nhá. Cái phần đó cũng có thể cái phần trên nó hỏng nhưng phần dưới chứ chắc nó hỏng đâu. Khi cây ra mầm rồi thì các bạn cũng gỡ từ từ ni lông ra thôi. Cứ để cái cành nó dài một gang tay các bạn gỡ cũng được. Gốc dâu mình mới dâm mủ từ cái hôm nọ này các bạn này. Chắc cỡ tầm 2 tuần. Đang bắn mầm rất là mạnh rồi. Những cái gốc nó càng già thì càng lâu ra mầm các bạn nhé. Còn gốc nào mà non thì phần này non nó ra mầm sớm hơn này. Cành nó non hơn này. Đây cũng là một gốc ổi. Nó dáng gần giống cái này các bạn ạ. Đấy. Cũng ra mủ cỡ tầm 1 tháng thôi. Bắt đầu ra mầm này. Gốc này cũng to còn to hơn gốc kia là cái chắc. Đó, đang ra mầm. Đấy, các bạn cứ ủ như này thì cây nó sống rất là cao.